giờ ai nhảy xuống hồ đây là mất tôi. Wow. Xin chào các bạn, mình là Chúa đây. Và ngày hôm nay thì các bạn thấy sau lưng mình có nhiều thành viên của team Úp không? Ngày hôm nay thì tụi mình có một chuyến đi phượt đến Long Hải. Còn bây giờ theo tụi mình đi phượt thôi các bạn ơi. Cảm giác của em ngày hôm nay thế nào? Buồn ngủ. Buồn ngủ. Các bạn đi xa là phải nhớ đeo bảo hộ đồ đầy đủ nha. Chẳng hạn như là áo khoác nè, nón nè, mắt kính nè. Tại vì nắng lâu lắm về đang da. Các bạn ơi, hiện tại là mình đang có mặt tại bến phà Cát Lái. Tầm một tiếng nữa mình sẽ tới chỗ Vũng Tàu. Cảm giác lần đầu đi phượt thế nào em? Không phải lần đầu đi phượt với team. Cảm giác kiểu nó... booty phè. Nó feel gì đâu. Gọi là booty phè. Nó feel gì đâu. Bảo, cảm giác lần đầu đi phượt với team thế nào? Chưa gì hết, nóng. Mới 7 giờ sáng mà nóng dã man. Nóng dã man luôn á. Giờ 4:45 sáng, sau 2 tiếng đi phượt, tụi mình đã tới thành phố Bà Rịa. Thì chắc là khoảng toàn 25 cây nữa thì mình sẽ tới resort. Nhưng mà bây giờ tụi mình có ghé quán bánh canh Long Hương. Như các bạn biết là đây là một bánh canh rất là nổi tiếng, nằm ở cổng Bà Rịa. Còn bây giờ thì chắc là tụi mình sẽ ăn sáng, sau đó sẽ tiếp tục hành trình nha các bạn. Bạn thấy bánh canh này có gì đặc biệt không? Em biết nó đặc biệt chỗ nào không? Chỗ nào? Đó là cái vị thế của nó. Vị thế? Tại vì tụi mình đi 2 tiếng đồng hồ mà không ăn cái gì hết từ sáng tới giờ, cho nên giờ tới đây ăn cái gì nó cũng thấy ngon. Em thấy giá một tô bánh canh 60 ngàn như thế nào? Ủa, tô bánh canh 60 ngàn hả? 60 ngàn. Ủa? Ở trên đây chú bao, anh em ăn thoải mái. Không có đâu bạn, mình chỉ bao resort à. Sunny kêu là thấy giá xong no luôn, khỏi cần ăn. Bạn cảm thấy giá là mình no luôn mà không còn phải ăn nữa. Dùm ơi, em hãy giới thiệu về bộ đồ của em đi. Tại sao em quyết định là mình đi tắm biển mặc đồ Hello Kitty? Tại vì trên xe mình đi thì nó sẽ nắng nóng ngực nội. Đúng không? Mặc đồ này ra ngoài biển mình thay đồ đẹp. Anh tính hết rồi. Anh phải ke vô cái cọng dây chuyền bằng vàng trắng cho nó kìa. Ồ, bây giờ anh mới để ý à, dùm mi này nổi quá. Mười giờ sáng và hiện tại là mình đã tới được resort Lan Rừng. Thì ở đây là ở bãi biển Phước Hải và mọi người đang lên xe điện để chuẩn bị qua khu resort. Thì cái resort ở đây phải nói là thật sự rất rất là hoành tráng. Má, rồi. Hả? Em thấy cái resort bự bự phía sau lưng mình không? Này. Cung điện phía sau lưng mình ở đây nè. Cung điện đó, ngày hôm nay thì mình sẽ ở cái cung điện đó đó mấy. Các bạn ơi, và bây giờ mình mới nhận được cái thẻ phòng và bây giờ mình sẽ vào bên trong coi phòng như thế nào nha các bạn. Đây, đây là cái thẻ phòng mình là 60. Ủa, hình như em ở chung Nguyên Chuối đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Dạ rồi, mình đi xem. Ủa, đi vô lên hả? Thấy sao, thấy sao? Được. Ấy, từ từ dỡ túi đó rồi. Dỡ, dỡ. Đi vợ ơi. Ok, cảm ơn. Wow. What the? Cái này là phòng khách nè. Cái này là phòng ngủ nè. Trời, có ghế, có bàn make up. Wow. Bồn mọi người, mình rất là thích tắm bồn, khi mà nằm bồn mình tắm lạ lắm. Ôi tắm bồn nhưng mà có thể nằm ra ngoài luôn. Bạn nào mà cất bồn là thôi luôn. Giống như là bây giờ là Jimmy tắm đây hi ha ở ngoài. Là Jimmy nhìn hi ha đỡ sợ ma. Tưởng đâu hi ha nhìn Jimmy chứ. Đỡ sợ ma. Đây là một cái phòng ngủ thứ hai. Ở ngoài có view biển luôn kìa mọi người.
Ngồi đây thì các bạn có thể ngắm ra biển nè. Xịn. À, bên đây còn có một cái view biển nữa nè. Wow. Chú cần làm không? Nè, effect. Rồi, một. Không, quay đây nè, quay đây nè, quay đây. Một thôi, bắt đầu. Wow. Tăng sáng lên không kịp. Mát nghĩ là mát có mặc vừa cái áo này không? Anh nhìn đi, cái eo nó vậy, cái eo em vậy nhìn đi. Em nghĩ là mát phải hai cái mới đâu, bỏ cam xuống đi, biết đâu mát bận vừa sao? Từ từ đi, tối nay em sẽ cho anh coi, anh có thể qua phòng em sẽ nằm ráo nước đợi anh. Ráo nước? Bật mí cho các bạn thì phòng mình đang ở có tên là Condo Executive Suite Family Ocean View. Tức là phòng có view nhìn ra ngoài biển đó các bạn. Phòng này thì có giá 5.680.000 vào ngày thường, còn túi tuần thì có giá là 7.200 cho một đêm. Hai, ba, các bạn ơi, sau khi mà đi vòng vòng thì mình thấy hồ bơi này rất là đã, nên tụi mình đã quyết định là xuống hồ bơi này để bơi. Còn bây giờ thì xuống hồ bơi thôi các bạn ơi. Các bạn ơi, hiện tại là mình đang chơi một trò trốn tìm cùng với lại Bảo. Bảo ở trên kia, Bảo sẽ là người đi tìm. Và nguyên đám team ướp thì tụi nó chia ra trốn hết rồi. Chắc bây giờ mình sẽ trốn một cái chỗ nào đó ở dưới hồ. Trốn thôi các bạn ơi. Các bạn ơi, mình thấy là Jimmy với Sunny đang trốn ở đằng kia kìa. Đằng kia mình thấy có trình mây với anh ấm đang đến tuốt tại đằng kia luôn. Thằng Bảo á, mà muốn bắt mình á, là nó phải xuống hồ bơi này nó mới bắt được mình nè. Bảo đụng anh đi nè, tay nè, tay nè, tay nè, đụng anh đi. Long thái thôi long. Chạy đi, chạy đi, dí 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 dí. Dạ, dí bọc đường bô, đừng cho bô chạy. Bọc đường bô, bọc đường bô. Ủa, bây giờ ai nhảy xuống hồ đây là mất tôi. Ôi, no, không được làm tôi. Oops. Các bạn ơi, nãy giờ năn nỉ quá trời luôn thì bé Mở mới chịu thay đồ bơi để xuống bơi nha các bạn. Vô, vô, xuống, xuống, giúp mi nữa kìa. Các bạn ơi, mà Mở ba chơi cái gì trên đầu mình à? Cột gì hả bà? Cột tóc lại cho nó gọn. Má cột gì hả? Nếu mọi người có xem video này thì hãy nhớ qua bên kênh channel của mình để nhấn subscribe cho mình. À đừng quên nhấn luôn cái chuông bên cạnh. Bây giờ thông báo đứa có video mới. Các bạn ơi, bà bị bệnh nghề nghiệp quá rồi. Giờ đi đâu cũng quảng cáo channel quá. Tám giờ tối sau khi mà nghỉ ngơi xong thì bây giờ tụi mình đến phần ăn tối. Thì bên resort có phục vụ phần ăn tối cho 12 người. Và chắc bây giờ tụi mình sẽ vào bên trong. Ban đầu tụi mình dự định 12 người thôi, nhưng mà không biết là tại sao dư lên một người. Đó thì đây là cái con người dư nè. Chủ tọa. Ăn xong bàn chồng này là mát sẽ là người trả tiền mà. Nên mát được ngồi ở giữa. Ủa ai nói à? Ở đây thì có gỏi nè mọi người. Có gỏi, có thịt gà, có hồng tôm và rau kho quẹt. Nãy giờ mình chưa ăn gì luôn, nhưng mà mọi người đang gấp rất là nhanh. Ông hút giấy nha mọi người. Còn giờ chắc là tụi mình sẽ xử thôi. Đói bụng quá rồi. Có mình ăn nữa chứ không còn ai.
Hồi chiều tụi mình có đi quay clip cho bé Mở, trời ơi chạy xúc quần luôn. Bảo hi ha định tặng cho em này nè Bảo. Dạ em ăn hết đó mọi người tính gì với em. Nếu mà em ăn hết cái này mày mai ăn chưa anh bao. Bảo là một người không biết ăn cây nhưng mà ăn hết nguyên cái bông hoa này như thế nào. Ok. Oh my god. Ơi từ 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 quán. Trời trời nó đi chạy đi. Anh nhìn mắt em hả anh đâu. Anh ôm. Chà đá chà đá chà đá chà đá chà đá. Mà bà mặn á.